con thích đàn ông à? Đúng đúng, đúng, đúng. con chỉ đúng thích đàn, đàn, đàn ông thôi. Đàn. Nếu, Nếu cưới công, 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 công chúa Cao Dương, công công dương công sau này lộ ra sẽ là một vụ bê bối lớn, sẽ liên lụy đến con trai nhà họ phương. phương. Con không muốn vậy. <laughs> Con coi bố mày là thằng ngu để lừa hả? Nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì? Làm bố không lại hại con sao? Đừng nói mấy lời đó để lừa bố nữa. Sao bố, bố biết con lừa bố? Con suốt ngày đi lầu xanh, rồi bảo với cha là con thích đàn ông. Bố con già rồi, nhưng không phải là lão lẫn. Thôi nói thật đi, rốt cuộc thích con gái nhà ai? Bố à, thực ra con thích công chúa Trường Lạc. Công chúa Trường Lạc vốn nổi tiếng hiền đức. Con rất ngưỡng mộ nàng. Nếu không cưới được công chúa thì thôi. Nhưng giờ bố đã xin được hôn sự với công chúa Cao Dương cho con, nên con mới này sinh tham vọng. Muốn cưới công chúa Chúng là, thằng nhóc này có mắt nhìn đấy này con là con thứ mà đào cưới trưởng nữ của hoàng đế không biết cái mặt già này của ta, con đang giá bao nhiêu trước mặt hoàng thượng đây thánh chỉ phương hướng vì nước thử thần khí bị thương có công ban cho con trai phương hướng trước thị lang thường một trăm lượng vàng thần phong hiền linh tạ ơn hoàng thượng phương đại nhân hoàng thượng rất hài lòng với công tử nhà ngày con giận ta nói riêng với phương đại nhân một câu Cao Công Công xin cứ nói Hoàng thượng bảo phương hướng mau chữa khỏi bệnh não của công tử Nếu khỏi rồi, thánh chỉ kia của ngài sẽ được ban xuống Thần đã rõ Được rồi, ta về tàu lại với Hoàng thượng đây Công Công đi thông thả Hãy Nhi, con thật sự không chịu cưới công chúa Cao Dương à Đúng vậy, chết cũng không cưới Hoàng thượng giờ cũng khá hài lòng với con Nhưng nếu con muốn cưới công chúa Trường Lạc Em rằng hơi khó Những chuyện hoang đường con làm trước đây Hoàn toàn không xứng với công chúa Trường Lạc Mà giờ thánh chỉ đã đến nhà Hoàng thượng rất hài lòng với con Bây giờ muốn cưới công chúa Cao Dương Hay cưới con gái các đại thần khác Em rằng đều không được May mà con thích công chúa Trường Lạc Nhưng đây cũng là chuyện rắc rối Trong chiều, người nhắm đến công chúa Trường Lạc nhiều vô kể Trong đó có cả trường tôn vô kỵ Bố không sợ lão ta Nhưng con cáo giả đó chắc chắn sẽ ra tay với con Đầu óc con giờ đã bình thường Có thứ gì như cái yên ngựa không Để làm cái vua hộ mệnh cho con Chuyện công chúa Trường Lạc Bố sẽ cố gắng giúp con Nhưng em rằng rất khó khăn chỉ có khoảng một phần người cơ hội, chỉ phần người con vẫn phải cưới công chúa cao dương. con còn trẻ, nếu thật sự không muốn cưới công chúa cao dương, bố sẽ đi từ chối hôn sự này cho con. nhưng sau này vì thể diện của hoàng thượng, bố cũng không thể làm gì cho con nữa, con phải tự lo liệu lấy thôi. bố à, thật ra con cũng không thích công chúa trường là, con nờ bố đấy, con chỉ không muốn cưới công chúa cao dương thôi, chết cũng không cưới đâu. đã nói bố có thể giải quyết rồi, hay là bố đi giải quyết giúp con luôn đi, ta đánh chết con đồ mịt tử. Phương hướng hôm nay người đến gặp chấm, có phải thằng ngốc nhà người đã khỏi bệnh não rồi không? Đã xin hoàng thượng tha tội. Chẳng lẽ cao dương của chấm không xứng với thằng ngốc nhà người sao? Thân lần này đến là để từ hôn. Không phải thằng ngốc nhà thần không xứng với công chúa cao dương. Xin hoàng thượng nghĩ đến công lao nhiều năm của lão thần. Tha cho nó một mạng, thân định cho thằng ngốc về quê. Cả đời không bước chân vào trường án nữa. thần Ngọc này có thể phát minh ra y ngựa và bàn đạp quả là có tài. Để nó về quê thì đáng tiếc quá. Đã là có người bảo giá, 倒是可惜了呀。都皇 thượng thực ra，thần Ngọc nhà thần đã xây nên một câu giải thoát。nên mới quyết tâm từ chối công chúa cao hương。 Thích cô gái khác à? Từ chối con gái của hoàng đế Làm sao có chuyện hoang đường như vậy trên đời này chứ Thật buồn cười Nếu đã vậy phương hướng Hãy nói cho chấm biết là con gái nhà ai Mà khiến thằng gốc nhà người thái chết cũng không chịu Cao Dương chẳng có thể để Cao Dương đi học hỏi người ta Tâu Hoàng thượng, Bìa, thần đã treo thằng ngốc đó lên cây Sẽ Đánh nó suốt ba canh giờ Nó còn lấy cớ thích đàn ông để qua mặt thần Mai đến lúc này đánh đánh thần. Thần đánh 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 nó mới chịu nói thật Nên lão thần mới vội vàng vào cung Thật sự là kẻ hạ tiện không xứng với công chúa Cao Dương Càng không xứng với công chúa Trường Lạc Xin Hoàng thượng cho phép thần cho nó về quê Cả đời không bước chân vào Trường án nữa Việc này liên quan gì đến công chúa Trường Lạc Ngươi đừng nói với chẳng là Thằng ngốc nhà người thích Trường Lạc của chẳng đấy Thằng ngốc nhà thần nghe nói công chúa Trường Lạc hiền đức đủ đường. 只心生爱慕，只知道自己不配，因此一直不肯说出来。方向，方向。你看，你这样，我们是终身一场，孩子，孩子。事情不能牵扯到我们。大驾皇上，陛下。如此说来，伤害人也有一颗赤子之心啊！不错，不错。 Hoàng thượng, lão thần biết hạ nhân được cưới công chúa cao dương, đã là phúc lớn ba đời rồi. Công chúa trường lạc thì không dám mơ tưởng, chỉ mong vài năm nữa thằng bé tự vượt qua được. Phương hướng, nghe người nói kia, chúng ta danh nghĩa là quân thần, thực chất là anh em. Có gì là xứng hay không xứng? Hạ nhân giờ 14 tuổi rồi, chưa đến 17 bảy mà trường lạc giờ cũng còn nhỏ. Biết đâu sau này còn có cơ hội, chẳng sẽ không can thiệp nhiều vào hôn sự của trường lạc đâu. Thần không dám mơ tưởng Nếu không Tức sợ hạ nhân tự vẫn Ngày mai lão thần sẽ tìm một cô gái cho nó cưới hả? rồi <laughs> Không cần, không cần Chuyện tương lai <laughs> ai biết tương tương được chứ Thằng hạ nhân này qua cơn mỹ cực đến hồi Thái Lai Rất có trí tệ Thằng từ đó chỉ tình cờ phát hiện ra vài kỹ thuật cưỡi ngựa thôi. Thằng bé học hành không xong, chỉ có mỗi sức mạnh. Thần cũng không dám mong cầu gì, chỉ mong nó được bình an. Đâu phải chỉ là kỹ thuật tầm thường, đó là sự tinh tế trong quan sát, tăng cường sức mạnh đại đường. Hai món bảo bối này làm tăng sức chiến đấu của kỵ binh. Bao nhiêu năm nay, ai có thể nghĩ ra kỹ thuật này chứ? Chỉ có lý hại nhân nhà ngươi thôi. Phương hướng, ngươi còn nhớ lần này. Thằng ngốc nhà ngươi đưa ra hai món bảo bối này vì sao không? là để bảo toàn tính mạng, đúng không? Nếu không phải chấm nói sẽ giết nó, thằng ngốc này có thể đưa ra hai món bảo bối không? Đương nhiên, phương hướng, yên tâm, chấm trước đó chỉ dạ nó thôi. Không thật sự muốn giết nó đâu. Có lẽ thằng ngốc nổi tiếng ở trường ăn này, không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Không đến mức đó đâu. Sao lại không chứ? Nếu là đồ ngốc, làm sao biết dâng hai món bảo bối này cho chấm? Hay là chúng ta thử xem sao? Hạ Nhi, lần này cha con vào cùng rước cuộc là vì chuyện gì? Giờ tình hình nghiêm trọng rồi, con phải nói thật đi. Mẹ, cha vào cung để từ hôn với công chúa Cao Dương. Đúng là một tai họa. Mẹ ơi, đều là lỗi của con. Nếu không phải con cố chấp không chịu cưới công chúa Cao Dương, cũng đâu để nỗi liên lụy đến cha. Con sẽ xin hoàng thượng tha cho cha, tha cho nhà hậu phương. Ai làm mấy chịu? Dung thần phí xiên không móng ngựa sắt để cứu lão đang một mạng. Chắc không vấn đề gì lớn đâu. Đồ ngốc, con nói gì vậy? Sao lại trách con được? Con không muốn cưới công chúa Cao Dương, thì có sao đâu? Cha con vốn luôn cẩn trọng trong mọi việc. Lần này không biết có chuyện gì xảy ra. Không phải lỗi của con đâu, con cứ ở nhà yên tâm đi. Cha con vẫn rất có năng lực mà. Hoàng thượng sẽ không giết cha con đâu. Để ủng hộ kinh phí cho kênh mọi người hãy subscribe cầu giáp vào cày view, hoặc đầu nét cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.